cho các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách phục hồi pin laptop bị phồng bị phù. Cái cách này áp dụng luôn cho việc phục hồi pin phù, pin phồng của các dòng điện thoại như iPhone, Samsung, Nokia, tất cả các loại dòng điện thoại hoặc là những cái loại MacBook Pro của Apple. Thì như chúng ta đã biết á, cái pin laptop á, thì hồi trước á, nó sẽ dùng lại cell pin 18650 ha. Nó gồm các cell pin nào mắc song song, mắc nối tiếp với nhau để tạo thành cái dung lượng. Đây là những loại cell pin 18650 là những cái dòng laptop hiện nay á, người ta sẽ không sử dụng dòng pin đó nữa mà người ta sẽ chuyển sang dùng cái dòng pin lipo polymer. Đó là dòng pin dùng cho các loại điện thoại di động thôi. Như trên tay của mình á, là một loại pin của laptop. Ở đây mình có pin laptop của hãng Dell ha. Thì những cái một số khác biệt về ưu nhược điểm, mình chẳng hạn như cái dòng pin laptop cũ á, nó dùng cell pin 18650 á, thì những cell pin này mình có thể thay thế, và đồng thời pin của mình á, nó sẽ không bị phù ha, nó chỉ có hiện tượng là chai pin theo thời gian thôi, mình xài lâu quá hoặc là cắm sạc nhiều quá nó sẽ rất là chai pin, hoặc là nó giảm cái mức độ nạp xả của nó, nói chung tuổi thọ nó giảm. Còn đối với những cell pin hiện nay nó dùng cái cell pin li polymer như thế này á, thì nó có những ưu điểm như ở đây nó mỏng, nó nhẹ hơn ha. Đồng thời cái dung lượng pin nó sẽ cao hơn so với những cái dòng mà dùng cell pin 18650 như thế này, là những cái dòng pin đời cũ. Tuy nhiên có một vấn đề nhược điểm ở đây á, giống như các bạn sử dụng điện thoại di động á, là mình những bạn nào mà thích chơi game trên laptop nè, trong quá trình sử dụng á, mình vừa cắm sạc vừa chơi game á, thì pin sẽ nóng lên, đồng thời nó sẽ sinh khí trong cái cục pin li polymer này, nó sẽ gây hiện tượng là pin phồng, pin phù. Đó, nó phù lên như vậy nè, nó sẽ đội lên ha, đồng thời nó sẽ làm hở cái vỏ máy laptop của mình đó. Như vậy là cái nhược điểm ở đây so với cái pin đời cũ á, là nó sẽ dễ gây phồng pin, phù pin ha. Không riêng gì các bạn sử dụng laptop mà các bạn sử dụng điện thoại cũng vậy, mình sử dụng nhiều quá liên tục thì nó sẽ nạp xả nhiều, pin sẽ nóng lên và nó sẽ dễ gây phù pin nè, nó sản sinh khí bên trong á. Cái vấn đề nhược điểm của pin này nữa là cái giá thành của nó khá cao ha, so với những cái cell pin dùng pin 18650 á, thì nó cũng khá cao. Như cái pin này á, mình tìm ngoài thị trường á, nó phải hơn 1 triệu đến 2 triệu mấy, nếu mà thay vô những cái cửa hàng có tiếng á, thì nó sẽ khá cao. Còn những cell pin này á, mình có thể tận dụng lại những cell pin cũ, mình mua những cái cell pin 18650 này, mình gỡ cái vỏ ra và mình hàng mình thay thế vô, ok. Còn đối với những cell pin này á, mình phải tìm đúng cái dung lượng của nó nha, để nó mình đảm bảo được như cái công suất nè và thời gian sử dụng. Ở đây có công suất của nó là 45 Wh ha. Đây là nó ghi cái size là cái dòng pin á là WD52H và cái điện áp ra là khoảng 7.4V ha. Thì các bạn mua sử dụng á, nếu bạn muốn an tâm á, thì mình mua cái hàng những hàng chính hãng nha, có cái mã QR code ha, và mua tại những cái chỗ mà người ta có phân phối ủy quyền á, của hãng, thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn so với các bạn mua bên lô ở ngoài ha. Tại vì mua bên lô ở ngoài á, nó sẽ cháo hoặc là nó sẽ làm cái những cell pin bên trong nè, nó không đủ chất lượng. Thứ nhất, nó sẽ gây ra hiện tượng là dễ nhanh pin phù pin hư. Cái vấn đề thứ hai á, là cái dung lượng của nó sẽ không đảm bảo ha, so với bên chính hãng. Tại vì mua bên chính hãng nó sẽ có thời gian bảo hành cho mình nữa, nếu các bạn yên tâm các bạn sử dụng. Rồi để mà khắc phục
Những cái pin phòng pin phù này á, cho các bạn mà thứ nhất là không có điều kiện kinh tế nè, vì cái giá thành thay pin quá mắc. Cái thứ hai là mình tìm mua pin khó hoặc là không có pin á, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà làm xẹp lại cái mức độ phòng pin phụ pin để mình tái sử dụng lại. Nhiều khi các bạn sử dụng chơi game liên tục khoảng 6 tháng đi, mặc dù cái dung lượng pin nó đã giảm, tuy nhiên nhưng nó còn vẫn còn tốt hơn so với các bạn mua những pin lô mình thay thế. Thì trên thị trường có rất nhiều pin lô ha. Rồi video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cho cái pin laptop này xẹp xuống để mình đỡ tốn tiền triệu khi mà mình thay thế. Mình khuyên các bạn khi mà làm cái này mình cố gắng tận dụng lại và làm khéo tay ha. Cái này tuy nó dễ nhưng mà một số bạn không chú ý, mình sẽ làm lủng cái điện cực bên trong, nó sẽ chậm chập ha, cháy nổ. Rồi mặt khác trước khi làm thì mình nên xài cạn pin ha. Mình giả sử đi, mình đừng cắm sạc vô, mình xài cho nó hết pin đi. Rồi sau đó mình mới tiến hành mình làm ha. Tại vì nếu mình nó ghim điện áp đây á, mình làm nhiều khi mình vô tình mình làm cho mấy cái xe pin nó chạm với nhau á, như cực âm cực dương nó chạm với nhau thì nó sẽ gây phóng điện cháy nổ ha. Rồi như ở đây trên đây nó có tem, mình không quan tâm. Ở trên đây nè, nó có cái ngàm gài á, thì mình bẻ từ từ ra. Mình cứ bẻ xung quanh nha. Đối với một số pin mới khó làm thì mình dùng cái giữa móng tay mình nạy từ từ ra. Nói chung cũng đơn giản thôi. Phía dưới này nó cũng có mấy cái ngàm á, mình dùng tay mình bẻ ra trước cho nó hở ra. Lưu ý mình là chỉ thao tác phía bên ngoài thôi, mình đừng có chọt sâu vô bên trong. Tại phía bên trong mình nó là những cái sẹo pin. Cái cách này mình làm tận dụng ha. Tại vì cái giá thành mà thay cái sẹo pin chính hãng nó khá cao. Như cái pin này nếu mà mua mới là khoảng mua mới mà mình thay trong hãng á, giống như việc máy tính vậy đó, nó sẽ thay giá thành là khoảng hơn 2 triệu rưỡi. Thì đó là những cửa hàng lớn mà nó cũng có bảo hành cho mình luôn ha, nếu mình làm nhẹ tay thôi. Phía trên này nó có mấy cái ngàm nè, mình lại mở từ từ ha. Đó. Bên trong nó dán keo rất chặt nha, keo hai mặt á. Mình cứ làm từ từ thôi, nó cũng bung ra. Đặc biệt là khi mà mình thao tác bên trong á, nó kẹp bên đây nè. Mình dùng cái cây nhựa nha, hoặc là cây gỗ á. Chứ các bạn đừng có dùng cái vú ống tay này bằng kim loại. Chọt vô nó sẽ lồng lủng mấy cái lớp nhựa bên trong nè, lớp plastic á, lớp ni lông á, nó sẽ làm chạm chập cái điện cực ha. Đó, mình cứ luồn từ từ vô, mình làm, nói chung làm cẩn thận thôi, chứ không quá khó. Đó, mình nhẹ nhẹ lên nó ra. Khi lưu ý á, khi mình làm á, mình nhìn vào phía bên trong á, coi nó bị cấn gì không, mình chỉ làm cho nó bung keo thôi. Keo hai mặt nó tiếp xúc với cái còn vỏ nhôm kim loại ở ngoài nè. Mình cứ làm từ từ, bẻ mấy cái ngàm ở đây nè. Thì cách này áp dụng luôn cho mấy cái loại mà MacBook á,
hoặc là mấy cái cell pin thể động, nó dùng loại ly polymer này. Nói chung cái này mình, các bạn có điều kiện á thì mình nên thay pin mới ha. Còn những cái bạn nào mà kinh tế nó ít á, hoặc là mình chưa kịp thay pin á, thì mình làm cái cách này để mình tái sử dụng lại ha, xài một thời gian nữa ok. Còn nếu mình nào, bạn nào có tay nghề mình mua xe pin và mình thay, giống như cái những cái pin cũ á, 18650 này nè, mình cũng thay được cho những cái dòng pin laptop thế hệ cũ. Nó nhảy từ từ ra thôi. Đây, bên ngoài là cái phần này là phần vỏ bằng nhôm không, mà kẽm gì á. Nó có nắp ly lông. Rồi, trên đây là cái bảng mạch của nó nha. Mạch này mạch sạc, mạch bảo vệ pin nha. Rồi nó sẽ gồm 4 cell pin ghép lại với nhau. Thì đây nè, các bạn nhìn thấy cái cell pin này nó phù lên như thế này. Nó sẽ đẩy cái phần vỏ này lên, nó phù pin ha. Thì đây mình sẽ làm xẹp cái cell pin này xuống để mình tái sử dụng lại. Mình nhắc lại lưu ý một điều á, là các bạn tuyệt đối nha, trong quá trình làm á, không lấy cái cây này mà các bạn chọt để làm lủng cái lớp vỏ này. Đồng thời mình sẽ không làm gãy ảnh hưởng cái bo mạch này à. Mình sẽ xả máy pin trước nha, xả nguồn trước cho điện áp về thấp nhất. Rồi tiếp theo để mình hướng dẫn các bạn cái cách cho mình xẹp cái này. Một là các bạn dùng một cái lưỡi lam ha. Hai là mình dùng cái dao cũng được, mũi dao nhỏ nhỏ như ở đây. Mình sẽ dồn khí vào điểm giữa đi cho nó dễ. Mình làm hết 4 cell pin luôn nha. Đây nè, đây mình rạch. Các bạn nên tuyệt đối rạch nhẹ thôi cho nó lủng một lỗ thôi, chứ đừng không có kéo xuống, đâm xuống, đâm sâu xuống. Mình chỉ rạch vỏ bên ngoài thôi. Đó, mình dồn cho nó vô lớp giữa. Lớp giữa là nhờ lớp cao nhất á, nhô lâu nhất. Đó, đây nè, cái cell pin thứ nhất là xẹp xuống rồi nha. Tương tự mình làm đối với cell pin thứ hai. Mình rạch bên ngoài nhẹ nhẹ thôi. Rạch cái lớp nhỏ, lỗ nhỏ càng tốt nha các bạn. Các bạn đừng có rạch lỗ bự. Đó, làm sao cho khí nó thoát ra được rồi. Mình không cần phải rạch đường lớn, đường dài đâu. Mình làm lỗ bự, lỗ nhỏ thôi. Đó, nó sẽ ra một cái mùi hơi hôi một xíu, nhưng mà không sao ạ. Xe bên thứ hai mình đã làm sạch rồi. Tiếp tục mình làm hết còn lại. Đây xe bên thứ ba. Rạch lớp nhỏ. Một đường nhỏ, một chấm nhỏ thôi. Rạch bên ngoài ha. Nó sẹp lại xuống rồi. Tại vì nó nóng khi mà mình hoạt động á, là 4 cái cell pin này á, nó ghép với nhau thì nó nóng đều hết á, nó phù phù đều á nha. Mình rạch bên ngoài thôi, tuyệt đối không có được cắm sâu bên trong nha, cho nó chạm mấy cái bản cực của cell pin á. Tại vì cái bên đây cho bên trong á, nó có
bản thịt nó ghép rất sát với nhau. Nếu mình làm chạm một cái là nó chập hai cái bản cực là bỏ luôn á. Nói chung mình làm cẩn thận là ok ha. Rồi mình lấy cái kẹt á bằng nhựa ha, mình dồn khí lần nữa, mình ép sát pin nè, ấn mạnh xuống cho khí nó thoát ra, rồi mình lấy kẹt mình đẩy hết khí ra ngoài ha. Nói chung mình làm cái lỗ á, càng nhỏ càng tốt nha các bạn, không cần phải dài hoặc là nó lớn quá đâu, rạch một cái lỗ nhỏ cho nó khí nó thoát ra được rồi đó. Nói chung cái phần này á, là mình chữa cháy thôi nha. Càng để cho không khí thoát ra nhiều càng tốt ha. Rồi sau đó mình lấy băng keo mình dán lại được rồi. Đó, như ở đây á, mình dùng băng keo cách điện nha. Mình dán ít thôi, rồi dán bít vô cái lỗ đó luôn ha. Cái lỗ mình vừa thao tác ha. Rồi mình muốn chắc ăn thêm á thì mình lấy một cái băng keo trắng á, mình dán kín vô luôn. Mình dán bừa thôi nha, không cần miễn sao là nó kín được rồi, nó đừng cho để không khí lọt vào ha. Như vậy đã xong. Làm sát xuống ha, vuốt 5 lần nữa cho keo nó dính. Mình làm tiếp tục những cái phần pin còn lại nè. Nói chung cách này mình tự làm ở nhà khá dễ. Cái phần này nếu các bạn làm các bạn có thể tiết kiệm bước đầu là khoảng 1 triệu mấy 2 triệu ha. Đỡ tốn tiền phải mua thay pin mới. Nói chung mình cái này mình chữa cháy thôi. Làm khá nhanh ha. Nói chung là cái cách làm á, mình cũng cần chú ý. Cái bước đầu quan trọng nhất á là mình xả hết cái điện áp của pin, nói chung là xài cho pin nó cạn, đừng có để điện ngậm pin ha. Khi đó ví dụ mình vô tình mình làm lủng cái phần ni lông nè, mà cái mũi dao hay gì mũi gì á nó chạm lủng luôn cái phần hai bản cực âm dương thì nó sẽ không gây ra quá nhiều có cái vấn đề cho mình như chạm chập cháy nổ vậy đó. Lúc đó hai bản cực nó còn điện lơ nhiều á thì nó sẽ làm cho chập mạch và gây ra phát sinh ra tiêu hổ điện, ha, nó cháy ha. Và mình làm cái vấn đề ở đây á, mình làm cũng cẩn thận nha. Đẩy sát xuống nha, cho không khí nó thoát ra hết. Bạn nào khéo tay các bạn làm nó phẳng luôn á, y như lúc đầu luôn, không khác gì pin mới luôn. Dán đúng ngay lỗ mà mình chặt ha. Rồi dán hai lớp băng keo luôn, nói chung lớp mỏng thôi nha, không cần phải quá dày đâu. Dán
băng keo cách điện trước rồi mình dán lớp băng keo trong á. Rồi như vậy nó ok. Cái quá trình này đã thành công ha. Tiếp theo đây á, mình chỉ cần ráp cái phần vỏ này vô, mình chỉnh lại một số cái ngàm ha, cho nó bằng phẳng được rồi. Khi xong á, mình sẽ dùng cái keo dán ron của điện thoại. Ở đây mình dùng cái keo dán ron E8000. Mình sẽ chích phần keo chỗ này nè, cho nó bám dính nè, nó sẽ không bị hở. Tất cả những phần này nè, mình dán kín hết, rồi mình ép vô. Nói chung cũng dễ làm ha, mình làm kỹ là ok. Đó. Nào. Mình đi vào đường keo. Đi bốn cạnh luôn nha. Làm gì nó cho nó chắc. Cái keo dán ron này nó là xài bên dán ron dán viền cho cái dòng smartphone điện thoại di động hiện nay. Đó, dán bốn cạnh luôn. Rồi để vài tiếng sau là nó khô cứng lại ha. Lúc mà keo còn ướt á thì mình gắn vô cái ngàm, quan sát nè, cái ngàm bắt đầu mình gắn xong nãy ha, đẩy vô. Đẩy cái ngàm cho nó sát vô nha. Mạnh xuống. Đó, vô cái ngàm nó khít vô lại. Mình nhắm tay mình ấn xuống nha, đừng để cho keo nó khô. Phần này mình bẻ cho nè, bẻ sẽ sát xuống rồi. Đó, như vậy là các bạn ép chặt xuống ha, tất cả các ngàm nó dính sát vô, đồng thời có keo nó giữ, bóp cho nó sát xuống luôn. Tất cả các cạnh đừng cho nó hở ra. Ok. Lúc này mình sẽ dùng thun mình buộc lại cho cái keo của mình nó khô, nó cố định lại. Cái buộc bạn buộc càng nhiều càng tốt ha, buộc sao cho nó kín được rồi. Keo nó khô là nó đảm bảo nó dính. Cái phần mỏ mình sao bị hở, nó không bị bung ra nữa. Pin của mình đã sạc rồi nha, so với lúc đầu. Ở đây mình
hướng dẫn các bạn làm cho đối với những bạn nào mà không có điều kiện mua pin. Cách làm khá nhanh. Lưu các bạn cột càng nhiều thun càng tốt nha, nó kín đó. Cái khoảng cách như thế này nè, nó càng sát bên nhau nó càng ấy, cái keo nó không bị bung ra. Ở đây mình cột ngang rồi cột dọc. Mình nhanh tay mình cột ha, đừng để cho nó khô keo ha. Nói chung là cho nó giữ. Cột càng nhiều càng, mình cột càng nhiều càng tốt ha. Nó làm như vậy cho tương đối, chăm chơi. Làm sao á cho cái phần vỏ ở dưới này nè, phần keo này nó bám sát với nhau, nó đừng có hở vỏ ha. Ở bên mình đã xẹp so với lúc đầu mà nó bị phồng bị phù rồi. Các bạn chờ mấy tiếng sau rồi các bạn tháo dây thun ra là mình có thể tái sử dụng được. Mình cắm pin vô laptop rồi để cho nó sạc lại nha. Vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà mình sửa pin phồng pin phù cho cái dòng laptop để sử dụng cell pin li polymer. Cái cách này cũng khá tiết kiệm, nói chung là mình đã chữa cháy thôi. Còn các bạn có điều kiện thì mình nên thay pin mới nha. Video này nên kết thúc, các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.